Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Huế TV. Quý vị và các bạn đang xem bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới. Thực hiện 6K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, không nhập cảnh trái phép để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. COVID-19 tới 6 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Thế giới trên 3,2 triệu người chết. Ấn Độ thêm gần 400.000 ca mắc mới. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 12.000 ca tử vong và trên 780.000 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh vượt 3,2 triệu người. Ấn Độ tiếp tục lây nhiễm kinh hoàng với gần 400.000 ca mắc mới và gần 3.700 người chết trong ngày 1 tháng 5. Ấn Độ gần 400.000 ca nhiễm mới. Phong tỏa thủ đô thêm một tuần. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận gần 400.000 ca nhiễm mới. Trước đó, trong ngày 1 tháng 5, Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 400.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày với 401.993 ca nhiễm mới. Tại thủ đô New Delhi, lệnh phong tỏa sẽ được gia hạn thêm một tuần do số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh. Đợt phong tỏa hiện tại dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 5. Tuy nhiên, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng nhanh ở thành phố 20 triệu dân này đã buộc nhà chức trách phải kéo dài tình trạng phong tỏa. Cuba trải qua tháng dịch bệnh tồi tệ nhất. Tháng 4 đã khép lại và với Cuba, đây là tháng mà nước này trải qua tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất với tổng cộng 30.431 ca nhiễm, tăng 4.655 ca so với tháng trước, trong khi số ca tử vong đã tăng gấp 2 lần lên 219 ca. Theo báo cáo ngày 30 tháng 4 của Bộ Y tế Công cộng Cuba, nước này đã ghi nhận 1.046 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Tính đến nay, Cuba ghi nhận tổng cộng 106.707 ca nhiễm và 644 ca tử vong thủ đô La Habana hiện là tâm dịch COVID-19 với tỷ lệ lây nhiễm 440,1 phần 100.000 người, mức cao nhất trên cả nước. Kể từ tháng 1, Cuba phải ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới và tình hình diễn biến phức tạp hiện nay đã khiến giới chức nước này ban bố các biện pháp phòng dịch như đóng cửa nhiều nơi công cộng, hạn chế di chuyển và yêu cầu xét nghiệm và cách ly với những người nhập cảnh. Tại thủ đô La Habana, Bộ Y tế Cuba đang chuẩn bị triển khai chương trình tiêm chủng hàng loạt vào tháng 5, trong đó sử dụng hai loại vaccine tiềm năng nội địa Sobezana 2 và Azala. Argentina gia hạn giới nghiêm Tại Nam Mỹ, Tổng thống Argentina Abeto ngày 30 tháng 4 đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm ban đêm tại thủ đô Buenos Aires thêm 3 tuần. Theo đó, lệnh giới nghiêm đang được thực hiện từ 20 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, sẽ có hiệu lực đến ngày 21 tháng 5. Nhà lãnh đạo Argentina cho biết ông đang tìm cách bắt buộc chính quyền các địa phương đóng cửa trường học để ứng phó với dịch bệnh hiện nay. Trước đó hai tuần, ông Fernandez đã quyết định đóng cửa các trường học tại thủ đô và các tỉnh thành lân cận. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của thị trường thủ đô dao do Diwet Lazeta, người đã khiếu nại lên tòa án ngăn cản quyết định này. Theo đó, đến nay các trường học vẫn mở cửa đón học sinh trong khi chờ phán quyết của tòa án. Tổng thống Fernandez cảnh báo ông sẽ trình một dự luật lên quốc hội để trao cho ông và chính quyền các bang quyền lực lớn hơn trong việc thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Argentina nhận định thời gian vài tuần tới đây có thể rất khó khăn với hệ thống y tế của Argentina, đặc biệt là các phòng chăm sóc tích cực, ICU. Thái Lan ghi nhận số ca tử vong COVID-19 kỷ lục. Thái Lan ngày 1 tháng 5 công bố 21 trường hợp tử vong vì dịch bệnh do virus corona chủng mới, COVID-19. Đây là số người chết kỷ lục trong một ngày ở Thái Lan vì dịch bệnh này. Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này có thêm 1.891 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm ghi nhận ở quốc gia này lên 67.044 người. Với 21 người chết theo số liệu công bố ngày 1 tháng 5, Thái Lan đã có tổng cộng 224 trường hợp tử vong vì COVID-19. Thái Lan đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba và cũng là đợt lây nhiễm tồi tệ nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong năm ngoái, Thái Lan được nhận xét đã kiểm soát khá tốt tình hình. Theo Reuters, đợt bùng phát dịch mới ở Thái Lan bao gồm biến chủng B117, phát hiện lần đầu ở Anh của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, đã chiếm khoảng một nửa tổng số ca mắc và tử vong trong suốt đại dịch. Số ca COVID-19 ở Campuchia lần đầu giảm sau một tuần liên tiếp tăng nóng. Campuchia ngày 1 tháng 5 ghi nhận thêm 388 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 13.790. Dù số liệu ca nhiễm virus mới vẫn ở mức 3 con số, Báo Khmer Times nhận định 388 ca COVID-19 mới công bố hôm nay vẫn là sự thuyên giảm sau gần cả tuần Campuchia báo cáo lượng người mắc COVID-19 cao. Theo Bộ Y tế Campuchia, thủ đô Phở Nông Penh vẫn là nơi ghi nhận các trường hợp COVID-19 nhiều nhất lần này với 331 ca mới, tất cả đều là công dân Campuchia. Ban Tây Mean là nơi có số ca cao thứ hai với 35 bệnh nhân mới. Tính tới nay, Campuchia ghi nhận tổng số 13.790 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20 tháng 2 vẫn đóng vai trò lớn trong đợt bùng phát dịch lần này với 13.237 ca liên quan. Trong ngày 1 tháng 5, Campuchia cũng có tổng cộng 5.200 người đã hồi phục và 48 người mới nhất xuất viện hôm 30 tháng 4 sau khi âm tính hai lần với virus. Bộ Y tế nước này cũng công bố thêm 3 trường hợp tử vong vì COVID-19, đều là những người trên 60 tuổi. Như vậy, Tổng số người chết do dịch bệnh này ở Campuchia là 96 người. Tình hình dịch COVID-19 tại Lào đang có chiều hướng giảm xuống khi số ca mắc mới duy trì ở mức 2 chữ số trong năm ngày qua. Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Lào chiều mùng 1 tháng 5 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 64 ca mắc mới COVID-19 tại 4 phần 18 tỉnh, thành trên cả nước, giảm cả về số ca mắc lẫn số tỉnh có ca mắc. Diễn biến này cho thấy các biện pháp phòng dịch của chính phủ Lào cùng sự tuân thủ của người dân đã bước đầu đem lại hiệu quả, dù tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và khó lường. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là địa phương phát hiện nhiều ca mắc mới COVID-19 nhất với 49 ca, tiếp đó là tỉnh Champasak, Say và Salavan. Tính tới chiều mùng 1 tháng 5, toàn bộ 18 phần 18 tỉnh, thành của Lào vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa cho tới ít nhất là ngày mùng 5 tháng 5. Tới nay, Lào có tổng cộng 821 ca mắc COVID-19 trong đó có tới 773 ca mới phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, cao hơn 20 lần so với số ca bệnh của nước này trong năm 2020. Liên quan tới tình hình người Việt tại Lào, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Bộ Y tế Lào cùng ngày đã thông báo cho Phòng lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, về việc có 38 người Việt Nam tại khu vực Thác, trung tâm thủ đô Vinh Chăn. Có kết quả dương tính lần một với virus SARS-CoV-2 chỉ riêng trong ngày 30 tháng 4. Thông báo cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ phối hợp trong công tác điều tra truy vết đại sứ quán Việt Nam ngay lập tức đã cử các cán bộ để hỗ trợ bà con và nước bạn theo yêu cầu. Bên cạnh đó, đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ với phía Lào đề nghị hỗ trợ tối đa các công dân Việt Nam mắc COVID-19. Đồng thời tiếp tục kêu gọi bà con bình tĩnh, hợp tác tốt với đại sứ quán, tổng hội người Việt Nam tại Lào, thành hội người Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn và các cơ quan chức năng của Lào đề cùng nhau giải quyết tình hình. Hiện trong cộng đồng người Việt tại Lào có 18 ca mắc COVID-19. Nếu 38 trường hợp nói trên bị xác nhận nhiễm bệnh, số ca mắc trong cộng đồng người Việt sẽ lên tới 56 người. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Huế TV. Nếu thấy video có ý nghĩa, mong các quý vị và các bạn đăng ký kênh Huế TV, like, share, và nếu có ý kiến xin comment ở phần bình luận của Huế TV.